Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách an sinh xã hội tốt cho người lao động. Các hoạt động lao động của con người luôn phát sinh các chính sách, phúc lợi để đảm bảo quyền lợi về sức khỏe, tinh thần, công việc. Khi đó, bảo hiểm xã hội được ví như cánh tay chống đỡ con người trước những rủi ro của cuộc sống. Bảo hiểm xã hội mang lại sự ổn định và đảm bảo cuộc sống cho người được hưởng. Khi có rủi ro, sự cố bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm chắc chắn nhận được hỗ trợ từ bảo hiểm để giảm bớt gánh nặng tài chính, duy trì mức sống tối thiểu cho người lao động. Hơn nữa, bảo hiểm xã hội hỗ trợ và thực hiện các biện pháp an toàn lao động, tạo điều kiện để cải thiện, nâng cao sức khỏe cho người được hưởng bảo hiểm. Việc đảm bảo chế độ bảo hiểm xã hội như bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp cần nắm vững những quy định gì liên quan đến bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động? Những vướng mắc doanh nghiệp thường gặp phải là gì? Hướng giải quyết cho những vướng mắc này ra sao? Chương trình phóng sự của chúng tôi sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Công ty trách nhiệm hữu hạn HT CNC là doanh nghiệp được thành lập năm 2017 với ngành nghề kinh doanh chính là gia công cơ khí, xử lý và phủ tráng kim loại. Với tầm nhìn tạo dựng chuỗi cung ứng gia công hàng đầu, cùng đội ngũ công nhân viên luôn cầu thị, tận tâm, chuyên nghiệp. Và trên hết là sự mong muốn trở thành một mảnh ghép chính xác, kịp thời và tiết kiệm có trong từng sản phẩm. Hiện nay công ty có 30 người lao động, làm việc thường xuyên và có những trường hợp người lao động thời vụ, người lao động theo hợp đồng ngắn hạn. Vấn đề thực hiện và áp dụng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động là vấn đề mà các lãnh đạo doanh nghiệp băn khoăn và mất nhiều thời gian để quyết định thời gian qua. Trước hết xin được cảm ơn bà Thân Thị Hằng, phụ trách nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn HT CNC đã tham gia trả lời phỏng vấn cùng chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa bà, doanh nghiệp của bà thì hiện nay đang hoạt động trong lĩnh vực gì và cơ cấu nhân sự của công ty như thế nào? Xin bà có thể chia sẻ ạ. Công ty chúng tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn HT CNC. Công ty chúng tôi chuyên kinh doanh trong lĩnh vực chính là chế tạo và gia công cơ khí, chính xác là cơ khí chính xác. Hiện tại công ty có các phòng ban từ lãnh đạo, kế toán, nhân sự, mua hàng, kỹ thuật và bộ phận sản xuất. Đôi khi thì do nhu cầu của các đơn hàng thì chúng tôi có sử dụng thêm một số lao động thời vụ để kịp tiến độ của các đơn hàng. Doanh nghiệp của bà đang tham gia đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho bao nhiêu người lao động? Cơ khí được đánh giá là một trong những ngành công nghiệp nặng, do đó công nhân làm việc trong những môi trường này cần được bảo vệ khỏi những nguy cơ độc hại và rủi ro có thể xảy ra. Nhận thức được điều này thì HT luôn mang lại đến môi trường cho công nhân làm việc là môi trường ổn định và an toàn. Chúng tôi còn chú ý trực tiếp đến các loại bảo hiểm mà công nhân tham gia. Cụ thể có 23 lao động được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Con số này ước tính 80% tổng số công nhân viên. Tuy nhiên, có một số lao động thời vụ thì có thể thực hiện trong thời gian ngắn, trong đó có một số là người nhà, họ hàng, quen biết, nên chúng tôi vẫn chưa biết áp dụng chính sách bảo hiểm như thế nào cho phù hợp, đúng luật, hiệu quả, mang lại hoạt động của doanh nghiệp. Thưa bà, doanh nghiệp của mình có bộ phận chuyên trách để thực hiện các công việc liên quan đến bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hay không ạ? Thành thật mà nói, chúng tôi là một trong những doanh nghiệp có quy mô nhỏ nên việc tinh chế giữa các phòng ban là một điểm hạn chế khá lớn của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi chưa có bộ phận chuyên trách để thực hiện công việc có liên quan đến bảo hiểm nêu trên. Vậy nên công tác tổng hợp, tiếp nhận các ý kiến về bảo hiểm của người lao động còn khá hạn chế. Các loại bảo hiểm y tế, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chủ yếu được lãnh đạo nghiên cứu và giao cho bộ phận nhân sự hỗ trợ thực hiện. Hiện nay bà có nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động hay không? Theo như chia sẻ ở trên, do chưa có bộ phận chuyên trách về bảo hiểm nên cá nhân tôi cũng có tìm hiểu một số điều luật điều chỉnh đến bảo hiểm nêu trên, ví dụ như là Luật Bảo hiểm năm 2014 và Thông tư 26 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Từ đó bám theo các quy định và thực hiện hợp pháp, hạn chế những rủi ro khi thực hiện. Thưa bà, trong quá trình đóng và thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Doanh nghiệp của mình có gặp khó khăn, vướng mắc gì hay không? Và doanh nghiệp đã có giải pháp gì để có thể khắc phục khó khăn, vướng mắc đó? Thực tế, trong quá trình thực hiện chế độ bảo hiểm cho người lao động, doanh nghiệp cũng có gặp phải những khó khăn trong tầm quan trọng của bảo hiểm đối với người lao động và tham gia của gia đình họ. Những loại bảo hiểm về cơ bản như y tế, lao động thì không quá phức tạp. Tuy nhiên, người lao động có tay nghề vẫn khá mơ hồ khi nhắc đến. Họ lo ngại những bảo hiểm này sẽ ảnh hưởng đến thu nhập. Có những trường hợp họ từ chối tham gia. Do đó, doanh nghiệp cần phải có đôi lần nhờ chuyên gia về lĩnh vực này để đào tạo, tập huấn cho người lao động. Từ đó, tỷ lệ tham gia của bảo hiểm người lao động có tăng lên. Thưa bà, hiện nay doanh nghiệp có mong muốn đề xuất gì để được chuyên gia tư vấn giải đáp việc thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động trong doanh nghiệp của mình hay không ạ? Doanh nghiệp chúng tôi có nhận được một số phản hồi của người lao động về tình hình bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó, công nhân cũng có đề cập đến sự linh hoạt và điều kiện hưởng của bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Rất mong chuyên gia có thể làm rõ vấn đề này giúp chúng tôi để doanh nghiệp có thể tường minh đối với công nhân và người lao động đang thực hiện tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nếu có các gói hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi, rất mong các cơ quan hướng dẫn về hồ sơ thủ tục tham gia để công ty có thể phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh. Xin cảm ơn chương trình. Một lần nữa xin được cảm ơn bà Thân Thị Hằng đã tham gia trả lời phỏng vấn cùng chương trình. Để giúp các nhà khởi nghiệp hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Vũ Như Văn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, là chuyên gia có nhiều năm gắn bó với công tác tư vấn pháp luật về lao động cho doanh nghiệp. Xin được giới thiệu tới quý vị khán giả, kỹ sư Vũ Như Văn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tham gia trả lời phỏng vấn cùng chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa ông, việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động là trách nhiệm của các doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo rất quan tâm đến vấn đề này. Vậy xin chuyên gia cho biết pháp luật hiện hành có quy định như thế nào về chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và các bệnh nghề nghiệp? Về các quy định liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế thì nó liên quan đến các cái văn bản pháp luật như Bộ luật Lao động, Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động. Theo các cái quy định của pháp luật đó thì tất cả mọi doanh nghiệp đều phải tuân thủ các quy định đó, phải đóng bảo hiểm, mua và tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội để đảm bảo rằng người lao động được có được hưởng các quyền lợi liên quan đến các chính sách về bảo hiểm cho họ. Cho nên theo đó thì mục đích của các cái bảo hiểm này ấy là làm thay thế hoặc bổ sung một phần mà cái sự mà họ suy giảm mà mất cái thiệt thòi sẽ giảm trong vấn đề thu nhập của họ, không may họ bị ốm đau tai nạn bệnh tật thì họ cần phải có những cái bảo hiểm để hỗ trợ cho họ, cho nhà nước quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện. Vậy thì những đối tượng nào được thực hiện? Những đối tượng đó là những cái đối tượng có hợp đồng làm việc theo hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động thì có những tất cả các dạng hợp đồng lao động, có mùa vụ công việc từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, rồi hợp đồng lao động theo có xác định thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng và các cái hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tất cả mọi cái hợp đồng đó thì người sử dụng động có nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm cho họ. Và cái mức đóng của họ thì được tính theo cái tiền lương tháng của họ. Và theo đó thì đóng bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động phải đóng 1%, còn người lao động thì là cũng đóng 1%. Nhưng mà cái bảo hiểm thất nghiệp này thì không áp dụng cho những đối tượng lao động là người nước ngoài. Thế còn bảo hiểm về y tế thì người sử dụng lao động đóng 3%, còn người lao động đóng 1,5%. Riêng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động đóng 0,5%, còn người lao động không phải đóng. Và đấy là người sử dụng bắt buộc phải đóng cho người lao động. Thì tất cả những cái quy định đó là những quy định chung, đặc biệt là liên quan đến tai nạn động bệnh nghề nghiệp thì nó chỉ đó yêu cầu đóng bình quân của các cái doanh nghiệp đóng là 0,5%. Nhưng nếu mà những doanh nghiệp nào mà có yếu tố
mối nhiều nguy cơ cao về tai nạn lao động bệnh tật ấy, thì người ta bắt buộc là người ta có thể giảm mức đóng xuống 0,3% nếu đủ đảm bảo đủ điều kiện mà chính phủ quy định và được Bộ Lao động Thương binh Xã hội đồng ý, thì cái việc giảm đó có thể cũng 0,3% thôi, nhưng mà mọi chế độ chính sách của người bị tai nạn bệnh nghiệp vẫn được hưởng như đóng 0,5% với điều kiện là phải đáp ứng được đủ 3 điều kiện mà nhà nước quy định đối với những cái doanh nghiệp đó. Ba cái điều kiện đó là những cái điều kiện như thế nào? Một là phải tham gia đóng bảo hiểm tai nạn bệnh nghiệp cho mọi người lao động. Cái thứ hai là phải thực hiện báo cáo đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động tai nạn bệnh nghiệp. Cái thứ hai đó là gì? Là phải trong cái thời trước cái thời điểm đó là tính trong vòng trước thời điểm trong vòng 3 năm liên tục thì không bị vi phạm các quy định về bảo hiểm xã hội, về an toàn vệ sinh lao động mà bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Cái thứ ba nữa là tần suất tai nạn lao động của các doanh nghiệp đó phải giảm xuống ít nhất là 15% so với bình quân của 3 năm trước đó liền kề, hoặc không có tai nạn trong năm liền kề đó, thì tất phải đáp ứng đủ điều kiện đó thì làm cái đơn đề nghị và Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ xem xét và đồng ý cho mức đóng giảm. Đấy là cái yêu cầu và cái mức đóng đối với những cái chính sách chế độ đó. Thế thì việc đóng cái chế độ đó thì người lao động sẽ được hưởng và người bị tai nạn lao động sẽ được hưởng các chính sách, và cái chính sách được quy định ở trong các cái quy văn bản và các bản hướng dẫn của Bộ Luật Lao động và các cái luật liên quan đó. Xin kỹ sư cho biết chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp và miễn đóng bảo hiểm y tế được quy định như thế nào, và việc áp dụng chính sách này có gặp phải khó khăn gì hay không ạ? Thực ra về cái chính sách về liên quan đến cái đại dịch COVID này thì nhà nước đã kịp thời có những cái nghị quyết, chính phủ đã kịp thời có những nghị quyết liên quan các chính sách này. Ví dụ như nghị quyết số 42 của chính phủ ngày 9 tháng 4 năm 20 quy định về hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong cái đại dịch đó. Rồi tiếp theo đó lại có nghị quyết 68 của chính phủ liên quan đến hỗ trợ chính sách cho người lao động và người sử dụng lao động trong cái gặp khó khăn cho đại dịch COVID. Và tiếp tục nữa lại còn có một cái chính sách nữa là theo cái nghị quyết 116 của chính phủ ngày 24 tháng 9 năm 2021 của chính phủ về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID. Đấy là những chính sách mà liên quan đến cái việc đóng đại dịch. Theo đó thì với cái mục người nhà nước chính phủ đưa ra những quy định đó với mục đích là gì? Là chia sẻ khó khăn, đảm bảo cuộc sống cho người lao động, cũng cho người dân, cho người lao động và cho doanh nghiệp, và mang đầy cái tính nhân văn trong cái văn bản đó kịp thời. Trong quá trình thực hiện thì chính phủ đã có những cái sơ bộ đánh giá về cái thực hiện của cái này. Thì mà nếu mà mọi người mà xem truyền hình thì gần đây là chính phủ có cái nghị quyết số 130 ngày 6 tháng 10 năm 2022 thì đánh giá kết quả đạt được trong cái phòng chống dịch này. Thì qua cái đánh giá đó thì cho thấy rằng là đến giờ phút này theo thông báo của chính phủ đến từ tháng 7 năm 2021 đến nay là đã có 87,5 nghìn tỷ đồng chi cho hơn 55,26 triệu người lượt người lao động và 851 nghìn người sử dụng lao động để phòng chống cái đại dịch này theo cái chỉ đạo của chính phủ. Thế thì chính phủ có đánh giá, và hiện nay thì để mà đánh giá đầy đủ hơn thì chính phủ đã giao cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội là phải thực hiện việc rà soát, rồi tổng hợp, rồi tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay. Mà vướng mắc khó khăn đó, trong như chúng ta biết trong thời gian vừa rồi thì người dân này, các doanh nghiệp có được thực hiện đó nhưng mà nó còn chậm này, nó chưa kịp, nó chậm và chưa kịp nhận được các cái hỗ trợ đó một cách kịp thời. Cho nên cái việc đánh giá đó là cần phải làm một cách đầy đủ hơn để rút kinh nghiệm cho những việc sau. Cho nên hiện nay là chính phủ đã giao cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội thực hiện cái việc đó. Năm 2022, pháp luật có quy định về tăng mức lương tối thiểu vùng. Vậy các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ cần lưu ý những gì khi tham gia chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động khi lương tối thiểu vùng tăng lên? Theo quy định về pháp luật, nếu như mà lương theo quy định của pháp luật về lao động này, rồi pháp luật về bảo hiểm xã hội và bộ luật lao động ấy,
thì các văn bản liên quan nó nói về đóng bảo hiểm tai nạn này, bảo hiểm y tế này, bảo hiểm thất nghiệp này là thực hiện theo cái mức lương tối thiểu vùng. Nếu như mà mức lương mà tăng thì đương nhiên phải tăng đóng theo thôi. Cho nên là chúng ta cứ các doanh nghiệp cứ phải chú ý, nếu như mà nước mức tăng thì nhà nước có chỉ đạo thì lúc đó có quy định thì bắt đầu từ thời điểm mà tăng đó thì từ đó thì đi tính, chúng ta phải tính theo cái mức mới. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định như thế nào và doanh nghiệp sẽ cần lưu ý những vấn đề gì khi người lao động bị suy giảm khả năng lao động do các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thưa ông? Về một khi đã đóng bảo hiểm tai nạn bệnh nghiệp rồi thì đấy là cái chính sách mà khi người bị tai nạn động đã bị tai nạn rồi và được nhà nước quy định những chính sách để họ được hỗ trợ về bồi thường hoặc trợ cấp. Thế thì cái việc quy định đó được trước hết là phải căn cứ vào các cái văn bản pháp luật, mà trong đó đặc biệt là cái bộ luật luật an toàn vệ sinh lao động. Ở chương 3 của luật an toàn vệ sinh lao động nói rõ về việc là khi có tai nạn lao động, có sự cố kỹ thuật xảy ra thì người sử dụng lao động phải khai báo điều tra, báo cáo, thống kê các vụ tai nạn đó. Thế việc khai báo, điều tra, báo cáo, thống kê đó được quy định rất cụ thể cho từng các cái trường hợp tai nạn. Nhưng mà trong đó đặc biệt lưu ý là khi tai nạn xảy ra thì người bị tai nạn và người chứng kiến sự vụ tai nạn đó, nghĩa là thấy vụ tai nạn đó thì phải báo ngay cho người quản lý trực tiếp biết. Nếu như vụ tai nạn đó mà có 2 người bị thương nặng trở lên hoặc có người chết thì doanh nghiệp phải báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương, đó là thanh tra lao động của địa phương, của Sở Lao động Thương binh Xã hội và cơ quan công an cấp huyện gần nơi xảy ra tai nạn lao động. Với 2 cơ quan đó phải báo ngay và kịp thời để thành lập các cái đoàn điều tra các vụ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật. Đấy là trước hết là việc khai báo. Thế còn doanh nghiệp thì có trách nhiệm phải tự điều tra, nhà nước phân định rõ doanh nghiệp tự điều tra các vụ tai nạn bị thương nhẹ và có 1 người bị thương nặng. Cái việc điều tra đó nhà nước có quy định rất cụ thể, phương thức, cách thức và các kỹ năng chìa ra đã được hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp phải thực hiện. Cái việc điều tra đó xong rồi thì tìm được nguyên nhân các vụ tai nạn lao động rồi thì từ đó phải đưa ra các biện pháp khắc phục, đấy là để phòng ngừa các tai nạn tái diễn và tương tự. Thì đấy là việc điều tra, khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo. Thống kê báo cáo thì nhà nước có quy định cụ thể theo định kỳ và báo cáo nhanh 4 tai nạn lao động. Thì sau khi người bị tai nạn lao động mà bị thương tích rồi thì khi mà người lao động đi điều trị và điều trị ổn định rồi, sau vụ tai nạn đó sẽ được cử để giới thiệu đi để giám định sức khỏe. Mà giám định sức khỏe, nếu như mà người bị tai nạn lao động mà suy giảm khả năng lao động từ 5% sức khỏe trở lên thì bắt đầu được hưởng chế độ chính sách về bồi thường và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người bị tai nạn lao động mà suy giảm khả năng lao động, người mắc bệnh nghề nghiệp mà suy giảm khả năng lao động từ 5% sức khỏe trở lên đều được hưởng chế độ bồi thường và trợ cấp. Thế cái chế độ bồi thường trợ cấp này được quy định rất cụ thể ở cái luật an toàn vệ sinh lao động như tôi nói ở chương 3 của luật và các cái văn bản hướng dẫn kèm theo. Bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp là hình thức bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Theo đó thì người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Vậy pháp luật sẽ có quy định như thế nào về vấn đề này thưa ông? Vấn đề bảo lưu cái bảo hiểm thất nghiệp, đây là một hình thức để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Cho nên là căn cái điều 53 của luật việc làm ấy, nó có nói về cái việc là tạm dừng này, tiếp tục này hoặc chấm dứt, tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Và thông tư 28 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng quy định ở khoản 1 điều 9 thì theo đó là người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà bị chấm dứt hưởng cái trợ cấp thất nghiệp, đang được hưởng nhưng lại chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau sẽ được bảo lưu cái gọi là đóng bảo hiểm thất nghiệp đó để làm căn cứ tính sau cái hưởng lương cho cái kỳ tiếp theo được hưởng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo. Thì trong cái trường hợp đó gồm những trường hợp như sau mà điều 49 luật việc làm cũng nói rõ. Thứ nhất là trong quá trình nghỉ đó thì đã tìm được việc làm hoặc là thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ công an, rồi là học tập, đi học tập có đủ thời gian từ 12 tháng trở lên
rồi là chấp hành các quy định về các biện pháp liên quan đến đưa vào trường giáo dưỡng này, rồi cơ sở giáo dục bắt buộc này, cơ sở cai nghiện bắt buộc này, rồi là bị tòa án tuyên bố là mất tích này, bị tạm giam này, chấp hành các hình phạt tù này, thì tất cả những trường hợp đó thì trong quá trình mà bị chấm dứt do những trường hợp như đó thì có thể được bảo lưu, Thế vậy cái tính thời gian bảo lưu thì thông tư 28/2015 ấy, của Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã quy định rất cụ thể. Nói tóm tắt lại như thế này, thời gian bảo lưu sẽ bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi cái thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cho nên cái phần nào chưa được hưởng thì sẽ được bảo lưu lại, được thực hiện. Thế thì và cái thời gian mà ta gọi là mỗi tháng được hưởng với trợ cấp thất nghiệp ấy, thì người ta tính là một tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp là tương ứng với 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Đấy, cứ thế theo quy định. Còn các doanh nghiệp thì để thực hiện cái này thì nên đọc kỹ cái thông tư 28/2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Xin chuyên gia cho biết trường hợp doanh nghiệp chậm đóng hoặc là không đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thì sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào? Đóng bảo hiểm, các cái dạng bảo hiểm xã hội này, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thất nghiệp là bắt buộc. Còn nếu một ai đó hoặc một doanh nghiệp nào đó mà không đóng hoặc là chậm đóng thì đương nhiên sẽ bị xử lý hành chính. Đầu tiên là xử lý hành chính, cho nên chậm đóng không đóng đều có sự phải xử lý các hình phạt, xử phạt hành chính mà nhà nước có quy định ở trong pháp luật xử phạt hành chính, và đặc biệt là cái nghị định mới nhất gần đây là nghị định số 12/2022 ngày 17/1/2022 quy định rất cụ thể các hành vi vi phạm trong việc không đóng và chậm đóng đó. Mà theo đó thì các mức xử phạt là có từ 500.000, các hành vi, mức xử phạt cho các hành vi có từ 500.000 đồng cho đến 75 triệu đồng cho một hành vi, tùy theo từng cái mức vi phạm đó mà có thể biết sinh bị xử phạt theo quy định của xử phạt hành chính. Và ngoài ra thì còn áp dụng các biện pháp xử phạt khác, ví dụ như là hình thức xử phạt bổ sung như là thu hồi giấy phép, rồi hình thức xử phạt đưa ra những cái hình thức xử phạt là khắc phục hậu quả, không đóng, chưa đóng thì bắt buộc phải đóng lại. Đấy, thậm chí có khi anh còn nợ còn phải đóng lại và cộng theo cả cái ta gọi là lãi, phần lãi mà anh chưa đóng. Đấy thì đấy là cái hình thức mà nhà nước quy định. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Vũ Như Văn đã tham gia trả lời phỏng vấn của chương trình. Thời gian qua, chuyên mục chuyên gia gỡ rối có nhận được câu hỏi của bạn xem chương trình về vấn đề thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Vậy chuyên mục chuyên gia gỡ rối ngày hôm nay với sự tham gia của kỹ sư Vũ Như Văn sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin chào các bạn. Vừa rồi chúng tôi có nhận được một số câu hỏi của các cái khán giả về vấn đề bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Thì sau đây thì tôi xin trả lời các cái câu hỏi đó. Thứ nhất, một câu hỏi của một bạn hỏi rằng thời gian tới đây doanh nghiệp tôi phải đóng lại quỹ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Xin giải đáp giúp mức đóng được quy định cụ thể như thế nào? Tôi xin trả lời về việc này như sau. Việc đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được quy định tại chương 3 của Luật An toàn vệ sinh lao động và Nghị định số 58/2020 của Chính phủ. Thì theo các quy định đó thì người sử dụng lao động phải đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp là không, mức đóng là bình thường là 0,5% tổng quỹ lương đóng cho người lao động. Nếu như các doanh nghiệp có những yếu tố nguy cơ cao về tai nạn bệnh nghiệp mà đầy đủ các điều kiện, đáp ứng được các điều kiện quy định trong Nghị định 58 thì có thể mức đóng giảm xuống 0,3%, nhưng các chế độ của người bị tai nạn bệnh nghiệp vẫn được hưởng như đóng 0,5%. Nhưng lưu ý rằng nếu như có vi phạm về pháp luật quy định về bảo hiểm xã hội hoặc là vi phạm trong việc khai báo không đúng về đánh giá về cái hoạt động mà theo Nghị 58 thì doanh nghiệp có thể sẽ bị xử phạt hành chính, và ngoài ra có thể phải đóng ở mức
cao hơn, đó là 1%. Câu hỏi thứ hai mà chúng tôi nhận được là bà Nguyễn Thị Hát, nhân viên của doanh nghiệp chúng tôi, trong quá trình làm việc bà bị tai nạn lao động và dẫn tới suy giảm khả năng lao động, không thể làm được công việc như trước. Vậy điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho bà khi trở lại làm việc, mức thẩm quyền quyết định hỗ trợ được quy định như thế nào? Về câu hỏi này xin trả lời như sau. Trường hợp bà Hát bị tai nạn lao động, suy giảm khả năng lao động đến mức không thể làm công việc như trước nữa, thì theo quy định tại điều 55-55 của Luật An toàn vệ sinh lao động và điều 12 của Nghị định 88 năm 2020 của Chính phủ ngày 28 tháng 7 năm 2020, thì điều kiện được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp được quy định như sau. Người sử dụng lao động được hỗ trợ khi, một là người lao động bị tai nạn lao động suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên. Hai, người sử dụng lao động bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và nguyện vọng của người lao động mà công việc đó cần phải đào tạo lại để chuyển đổi nghề nghiệp. Thứ ba là bản thân người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp cho người lao động ở thời điểm bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Đấy là những điều kiện để được hỗ trợ. Mức hỗ trợ theo quy định tối đa 50% mức học phí, nhưng không quá 15 lần mức lương cơ sở. Mức học phí đây được hiểu là cơ sở giá dịch vụ đào tạo nghề do cơ quan có thẩm quyền quy định. Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện quyết ra quyết định này, đó là Sở Lao động Thương binh và Xã hội ra quyết định cho từng đối tượng số lần tối đa hỗ trợ cho người lao động không quá 2 lần và mỗi 1 năm chỉ được hỗ trợ 1 lần. Cho tôi hỏi doanh nghiệp chúng tôi có thuê lao động là người nước ngoài sắp đến độ tuổi nghỉ hưu, có ký hợp đồng lao động, vậy người lao động này có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế không? Về câu hỏi này, căn cứ vào quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định 143 năm 2018 của Chính phủ ngày 15 tháng 10 năm 2018, thì người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định tại điều 169 Bộ luật Lao động 2019 có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn đủ 1 năm trở lên theo khoản 1 điều 2 Nghị định 143 thì vẫn bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Cho nên câu hỏi không nói rõ được là người này đến tuổi nghỉ hưu là được hợp đồng bao nhiêu thời gian, nhưng căn cứ vào đó thì nếu mà có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có đủ từ 1 năm trở lên đều phải tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Thứ năm, công ty chúng tôi có lao động thời vụ không cố định, vậy có cần đóng bảo hiểm cho họ không? Về việc này xin trả lời như sau. Căn cứ vào quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội khoản 1 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì các đối tượng làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng và hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng đều thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Như vậy, căn cứ vào quy định này, nếu số lao động mà công ty hợp đồng mà ở trong những quy định như này thì vẫn phải bắt buộc phải đóng bảo hiểm cho họ. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Vũ Như Văn đã tham gia trả lời phỏng vấn của chương trình. Phóng sự được thực hiện bởi chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 đến 2025 của Bộ Tư pháp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.